xem tuổi sông đất, sông nhà năm 2024, hợp mệnh gia chủ tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 vào đầu năm mới 2024 như sau. Tuổi nhâm tý sinh năm 1972 khá. Tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 khá. Tuổi tân mão sinh năm 1951 khá. Tuổi đinh dậu sinh năm 1957 khá

các tuổi xong đất xấu đối với gia trụ tuổi kỷ hợi vào đầu năm 2024 cần lưu ý các tuổi sau tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 6 tuổi tân tỵ sinh năm 1977 6 tuổi bính tuất sinh năm 1946 6 tuổi quý hợi sinh năm 1983 6 tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 6 tuổi nhâm dân, sinh năm 1962 6 tuổi ất môi, sinh năm 1955 xấu tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953 6 tuổi nhâm thân sinh năm 1992 xấu và tuổi quỷ mạo sinh năm 1963 6 Phân tích mối quan hệ xung khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi kỷ hài sinh năm 1959 vào đầu năm mới 2024 như sau. 1. Người sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhâm tỷ mệnh mộc. Ngũ hành tuổi Sông nhà là mộc, không sinh không khác với ngũ hành mộc của gia trụ vì mộc hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi Sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi Sông nhà là nhâm, không xung khắc không tương hợp với thiên can kỵ của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm, không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi Sông nhà là tỷ, không xung không hợp nhau với địa chi hại của gia trụ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp, thần tỷ thần và địa chi thần của năm giáp thần rất tốt, tổng điểm 14 trên 20 khá. 2. Người sông đất sinh năm 1979, tức tuổi kỷ mùi, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa, không sinh, không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì hỏa, hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can kỹ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mùi đạt tam hợp hỏi, mão mùi với địa chi hỏi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mùi phạm tứ hành xung thần tuất sổ mùi với địa chi thần của năm giáp thìn không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 3 người sông đất sinh năm 1951, tức tuổi Tân Mão, mệnh Mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là Mộc, không sinh, không khác với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc hòa Mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình, vì Mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Tân, không xung khắc không tương hợp với thiên can kỵ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là Tân, không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thình, chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là mẫu đạt tam hợp, hỏi mẫu môi với địa chi hỏi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là mẫu phạm lục hải mẫu hại thân với địa chi thân của năm giáp thân không tốt. Tổng điểm 13 trên 20. Khá. 4. Người sông đất sinh năm 1957, tức tuổi đinh dậu, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa không sinh không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can cậy của gia chậu chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là dậu không xung không hợp nhau với địa chi hại của gia chậu chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt lục hợp. Thần hợp dậu và địa chỉ thần của năm giáp thần rất tốt, tổng điểm 13 trên 20, khá. năm Người sông đất sinh năm 1948, tức tuổi Mậu Tý, Mệnh Hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thần vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can kỵ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của năm giáp thìn không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ không xung không hợp nhau với địa chi hỏi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp thân tỷ thành với địa chi thần của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 6. Người sông đất sinh năm 1981, tức tuổi tăng dậu, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, không sinh không khác với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can kỷ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là giàu, không xung, không hợp nhau với địa chi hỏi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là giàu, đạt, lục hợp, thành hợp dậu với địa chi thành của năm giáp thành rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1987, tức tuổi đinh mạo, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, không sinh, không khác với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa, hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc không tương hợp với thiên can kỵ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là mẫu đạt tam hợp, hỏi mẫu mùi với địa chi hỏi của gia trậu rất tốt địa chi tuổi xong nhà là mão phạm lục Hải, mão hại thân với địa chi thành của năm giáp thành không tốt tổng điểm 13 trên 20 khá 8 người sông đất sinh năm 1949 tức tuổi kỷ sửu mệnh hỏa ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa không sinh không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thành vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được Thiên can tuổi xong nhà là kỵ, không xung khắc, không tương hợp với thiên can kỵ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là kỵ, tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là sửu không xung, không hợp nhau với địa chi hội của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là sửu phạm tử hành xung, thần tuất sổ môi với địa chi thần của năm giáp thân không tốt. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình. Chỉnh người sông đất sinh năm 1956, tức tuổi bính thân, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, không sinh, không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa, hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can cậy của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa truy tuổi xong nhà lạc thân Phạm Lục Hải, thân Hải hại và Phạm Tử Hành xung dần thần tỷ Hải với địa chi hại của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi xong nhà lạc thân đạt tam hợp, thần tỷ Thành với địa chi thành của năm giáp thân rất tốt, tổng điểm 12 trên 20 trung bình. 10. Người sông đất sinh năm 1959, tức tuổi kỷ hại mạnh mộc Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, không sinh không khác với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc, hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can kỷ của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hại phạm tương hình, hại chống hại với địa chi hại của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là hỏi, không xung, không hợp nhau với địa chỉ thành của năm giáp thân. Chấp nhận được tổng điểm 12 trên 20 trung bình.